Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay đánh với hiếu Microsoft. Follow đi, bắn lần này là thứ hai mà anh follow em rồi đây. Mắc lên trên cây rồi. Nè la. Xong rồi. Đừng ra đấy hiếm nhá. Kệ cho bọn nó bắn nhá. Trốn đâu ấy? Anh trốn ở trong nhà ấy. Bắn được một thằng mà không thấy nó chết. À nó chết rồi. Bây giờ cẩn thận.
Thính 260 Thế cho bo về đấy rồi. được không? 260. Em mình á. Đỡ phải bê này. Chỗ gần em thôi. Đơn chạy đâu ấy? Cách em 35 mét đây. Chứ ở thân bên đúng không? Cẩn thận đấy. Sắp mặt đấy. Ui, không bán. Thôi xong rồi. Đằng sau lưng. Kia bán hộ. Ui giời, trên trên đỉnh dốc hướng 255. Đấy, đúng không? Chỗ tốt. Chắc bo về 260 đấy vì vừa anh vừa thính thấy thính nó rơi. Mình kệ đi. Còn chán với bo.
thấy có người đánh đầu. Đâu chứ. Chưa đến xích.